Dạ, xin chào tất cả mọi người. Ở hôm nay xuất đầu câu Nhật Bãi Bình Định xin giới thiệu với mọi người cái video số 165, bao gồm có tất cả là 16 cây cần hàng Nhật Bãi. Và lô cần của em ngày hôm nay thì có cái chiều dài tương ứng là từ 1m8 đến là 3m9. Và giá em báo trong video này thì chưa bao gồm phí ship, bên em có ship code toàn quốc và phí ship của mọi đơn đối với cần là 40.000. Và em xin giới thiệu mọi người cây đầu tiên ở đây em có. Cây đầu tiên ở đây em có đây là một cây của Olympic dài 1m8, bao gồm có 2 khúc như này, chui của cần như này. Cán của cần là cán gỗ như này nha mọi người. Bát cặp Fuji FS6. Cây số 1 này ngoại hình cũng khá là ok, nhìn cần còn khá là sáng, chỉ có bị bẩn ở phần vị trí tem như này thôi. Còn những vị trí khác của cái cần thì nhìn rất là sáng. Khuyên của cần đều là khuyên Fuji cả, tất cả các khuyên đều là khuyên Fuji. Đây, khuyên của cần còn khá là sáng nhé. Đầu bu của cần cũng vậy ạ, đầu bu Fuji cả nhé. Cây số 1 này ngoại hình cũng khá là đẹp ạ, có những cái vết bẩn nhẹ thôi, cái vết xước nhẹ như thế này thôi, chui của cần. Và cây số 1 này nặng là 174g. Và cây này thì có tất cả là 8 khuyên, bao gồm cả đầu bu, có tất cả là 8 khuyên. Và tất cả các khuyên của cần khá là ok. Cái khúc thứ hai của cần này. Này, tất cả các khuyên thế này. Đầu bu của cần. Và cây số 1 này có độ lớn ngọn là 1,9 ly và độ cứng tầm khoảng là 20 bên ngọn tháp nha mọi người. Cây số 1 là dạng ngọn cần ngọn tháp. Cây số 1 dài 1m8, bao gồm cả 2 khúc, nặng 174g, độ lớn ngọn là 1,9 ly và độ cứng là tầm khoảng 15 đến 20 bên ngọn tháp. Và cây số 1 này có giá là 380.000. Tiếp đến cây số 2. Cây số 2 ở đây em có, đây là một cây hàng nội địa, cũng dài 1m8, bao gồm có 2 khúc và 3 ngọn thế này nha mọi người. Cái này bao gồm có đến 3 ngọn, dài 1m8 này. Cây này ngoại hình cũng khá là sáng cần, rất là ok. Hàng chui của cần thế này ạ, có thứ nhất thế này nha mọi người. Bát của cần là bát gặp Fuji FS6, không số anh cần. Và cây này nó bị, hầu như nó bị bong cái một vài cái tem như này, còn mỗi một cái tem nhỏ như này thôi nha mọi người. Còn ở ra khúc trên cần thế này rất là sáng, không có trầy xước gì đáng kể cả. Khuyên đây, khuyên cái là khuyên Fuji thế này. Còn 3 khúc của 3 cái ngọn của cần, 3 ngọn. Và tất cả các khuyên trên cần đều là khuyên Fuji, thì có 2 ngọn là các cái ngọn tháp bên đây là khuyên là dạng khuyên dấu ngã inox, bằng inox thế này. Và thiết kế như này nha mọi người. Và đầu bu của cần, 3 cái đầu bu này. Các khuyên Fuji của cần đều rất là sáng. Cây số 2 này nặng là 202g, 3 ngọn này. Và ngọn thứ nhất, ngọn thứ nhất này thì là dạng ngọn thường, và tất cả các khuyên đều là khuyên Fuji. Ngọn thứ nhất, khuyên còn rất là sáng. Ngọn thứ nhất này có độ lớn ngọn là 4 ly, và ngọn này độ cứng tầm khoảng là 50 này. Cái này có cứng độ lớn ngọn, có hai cứng 40 đến 50 nha. 40-50 ngọn thứ nhất. Và ngọn thứ hai, ngọn thứ hai này thì cây ngọn thứ nhất này có 6 khuyên, 6 khuyên bao gồm cả đầu bu, và cái khúc thứ nhất là có 1 khuyên rồi nha mọi người. Và cây ngọn thứ hai, ngọn thứ hai này thì có các khuyên Fuji, 3 khuyên Fuji và các khuyên khác là khuyên inox. Đầu bu của cần thế này, tất cả các khuyên đều rất là sáng. Cây này là nếu tính cả đầu bu thì có tới 10 khuyên nha mọi người. 80 khuyên, 6, 2, 4, 8 khuyên ạ, 8 khuyên, 10 khuyên. Và cây ngọn số 2 này thì có độ lớn ngọn là 2,2 ly. Và ngọn thứ hai là ngọn dạng ngọn tháp, có độ cứng thì khoảng 20 đến 30 bên ngoài dạng ngọn tháp này mọi người. Ngọn thứ hai là ngọn tháp. Và tương tự ngọn thứ ba cũng vậy, cũng là dạng ngọn tháp. Và các khuyên của cần cũng vậy, rất là sáng. Khuyên Fuji của cần, ok. Ngọn thứ ba này có độ lớn ngọn là 1/5 và độ cứng tầm khoảng là 10 đến 20 bên dạng ngọn tháp. Và cây số 2 này dài 1m8 bao gồm có 2 khúc và 3 ngọn. Cây số 2 này có giá là 550.000. Tiếp đến cây số 3. Cây số 3 đây em có, đây là một cây của hiệu Canto, hàng nội địa Nhật, dài 2m4, bao gồm có 3 khúc như này. Chui của cần thế này. Bao gồm có 3 khúc, khúc thứ nhất này. Phần cán thì bằng cán gỗ, có bị bong tróc nhị một vài vị trí, bát inox bạn ạ. Thông số của cần Canto đây ạ. Dài 2m4, bao gồm có 3 khúc. Ngoại hình thì cây này cũng còn tương đối, không có trầy xước gì đáng kể cả, nhìn chung cũng khá là sáng. Các khoen của cần đều là khoen Fuji. Cây này thì có tất cả là 4 khoen, bao gồm cả đầu bu và khoen của Fuji. Đây, các khoen của cần nhìn khá là sáng nha. Đầu bu của cần như thế này. Cây số 3 này nặng là 173g, độ lớn ngọn là 2,3 ly và độ cứng tầm khoảng 10 đến 15 thôi nha mọi người. 10 đến 15. 2m4 bao gồm có 2 khúc như thế này. Và cây số 3 này có giá là 360.000. Tiếp đến cây số 4. Cây số 4 đây em có, đây là một cây của Daiwa, dài 2m7 bao gồm có 3 khúc như này, chui của cần thế này nha mọi người. Bao gồm 3 khúc ở đây. Cán của cần được quấn nhợ khá là sáng, cây này ngoại hình cũng khá là sáng cần. Bát gập Fuji FS7 ạ. Bát gập thế này. Khuyên của cần là tất cả các khuyên đều là khuyên Fuji này cả. Cây này ngoại hình khá là sáng thế này. Daiwa dài 2m7, thông số con cần. Có những vết xước nhẹ thôi và khuyên cái là gặp được ở đây ạ. Khuyên cái gặp được. Đầu bu của cần là đầu bu rồng rồng. Thì cây này tất cả các khuyên là có là 8 khuyên, bao gồm cả đầu bu, tính cả đầu bu là bao gồm cả 8 khuyên nha mọi người. Và các khuyên của cần đều là khuyên Fuji, khuyên khá sáng này. Khuyên của cần khá là ok nha mọi người. Đầu bu của cần thế này. Cây số 4 này nặng là 348g và độ lớn ngọn là 3 ly. Và độ cứng ngọn của cần cũng là dạng ngọn tháp, độ cứng tầm khoảng là 30 đến 40 bên dạng ngọn tháp nha mọi người. 30 40 ngọn tháp. Và cây số 4 này có giá là 460.000, dài 2m7 bao gồm có 3 khúc. Tiếp đến cây số 5. Cây số 5 ở đây em cũng có một cây này hiệu Canto. Cây này nhìn nó giống như cây số 3 lúc nãy ạ, nhưng mà cây này dài 2m7, còn cây số 3 lúc nãy là dài 2m4 ạ. Là chui của cần như thế này. Cán của cần là cán gỗ. Bát inox vạn, khuyên của cần đều là khuyên Fuji cả, khuyên còn rất là sáng. Bát inox vạn như thế này. Cây này thì nó bị bong cái lớp tem, nó bị trí tem dán hay là bong nó hết rồi nha mọi người. Và nó là một cây Canto giống như cây số 3 ạ. Có những vết xước nhỏ thôi. Cái này thì nhìn cũng còn khá là sáng nhưng mà có những vết xước nhỏ nhẹ thôi. Đầu bu của cần thế này ạ. Và khuyên, tất cả các khuyên đều là khuyên Fuji. Cây này thì có tất cả là 4 khuyên, bao gồm cả đầu bu. Cây số 5 này dài 2m7 và nặng là 282g. Độ lớn ngọn là 2,7 ly. Dạng ngọn đây là dạng ngọn thường. Độ cứng tầm khoảng 20 đến 30, tầm khoảng 20 đến 25 ạ. Khoảng 20 đến 25. Cây số 5 này có giá là 400.000, dài 2m7 bao gồm có 3 khúc. Tiếp đến cây số 6. Cây số 6 đây em có là một cây cần của Olympic, dài 2m7 bao gồm có 3 khúc, chui của cần thế này ạ. Cây này thì cũng có tất cả các khoen đều là khoen rồng rọc cả. Bát gập Fuji FS7. Cái này ngoại hình thì lớp tem này nó bị xước, cái lớp tem như thế này, cái tem nhựa nó bị bong ra xước này và nó bị trầy ở đây nha mọi người. Cây này nó bị trầy cái khúc gốc, khúc thứ nhất này nó bị trầy thế này và tất cả các khuyên đều là khuyên rồng rọc như thế này. Ngọn của cần là dạng ngọn tháp và cây này thì có tất cả là 7 khuyên bao gồm cả đầu bu, và đầu bu của con cũng là đầu bu đồng đồng. Các khuyên của con. Khuyên còn rất là sáng nha. Và vị trí này dính keo bẩn này nha. Cây số 6 này nặng là 447 g, độ lớn ngọn là 2,7 ly. Độ lớn ngọn là 2,5 ly ạ. Tất cả các khuyên độ lớn ngọn là 2,5 ly và độ cứng thì tầm khoảng là 20 đến 25 bên ngọn tháp nha mọi người. Và cây số 6 này có giá là 450.000 và 2,7 m. Tiếp đến cây số 7. Cây số 7 đây em có là một cây của Olympic dài 2,4 m, bao gồm có 3 khúc như thế này. Cái này ngoại hình thì nhìn khá là sáng. Còn chui của cần thế này ạ. Bát inox vặn, có bị trầy xước ở đây, trầy xước bát thế này nha mọi người. Còn nhìn chung lại là khá là ok, mỗi có vết xước thôi nha, tại vị trí em vừa mới giới thiệu thôi ạ. Con số cây này là của Olympic dài 2,4 m, bao gồm có 3 khúc như này. Và cây số 7 này nặng là 303 g, độ lớn ngọn là 1,4 ly ạ. Và tất cả các khuyên của con đều là khuyên Fuji cả. Thì cây này có tất cả là 8 khuyên. 8 khuyên bao gồm cả đầu bu luôn ạ. Tất cả các khuyên của con đều khá sáng. Hậu sơn của con vẫn còn rất là sáng nha. Chỉ bị trầy là một vị trí lúc nãy em vừa mới giới thiệu ạ. Và cây này có độ cứng là tầm khoảng là 10 thôi ạ, 20 được. 10 đến 15 thôi. Dạ ngọn thường. Màu hình cây này rất là ok. Và cây số 7 này có giá là 380.000 và 2,4 m. Tiếp đến là cây số 8 ạ. Cây số 8 ở đây em có đây là một cây của Shimano dài 2,7 m, bao gồm có 3 khúc, phần chui của cần thế này nha mọi người. Cây này chắc phép đỏ nên nhìn cần khá là nhẹ. Và cây số 8 này dài 2,7 m, bao gồm có 3 khúc đây ạ. Bát của cần là bát cọc Fuji FS8 của Shimano. Cần Shimano dài 2,7 m thế này. Và cây số 8 này cần khá là nhạt khuyên nha. Cây này thì có tất cả là 13 khuyên luôn ạ, bao gồm cả đầu bu. Và cái ngọn của cần là có tới 10 khuyên. Và tất cả khuyên đều là khuyên Fuji cả. Khuyên Fuji loại xứ trắng bên trong. Khuyên còn rất là sáng nữa nè. Khuyên rất là đẹp nha. Đầu bu của cần thế này. Cây này khá là ok. Ngoại hình cũng rất là sáng, có những vết xước nhẹ thế này thôi. Không đáng kể đâu ạ. Dài 2,7 m, bao gồm có 3 khúc. Và độ lớn ngọn của cây số 8 này là độ lớn ngọn là 2,2 ly và độ cứng tầm khoảng là 20 đến 30, tầm 30 bên dạng ngọn tháp. Cây này dạng ngọn tháp nha mọi người. Dài 2,7 m. Và cây số 8 này có giá là 520.000. Tiếp đến cây số 9 ạ. Cây số 9 ở đây em có đây là một cây cũng của Shimano luôn ạ, dài 3 m. Cây này dài 3 m, bao gồm có 3 khúc như này. Bát của cần cũng là bát cọc Fuji FS8 như này. Cần của Shimano đây ạ. Và khuyên của cần cũng là khuyên Fuji. Và cây số 9 này là dạng ngọn thường, có tất cả là 8 khuyên bao gồm cả đầu bu. Tất cả các khuyên còn rất là sáng nha mọi người. Đây, các khuyên của cần khá là sáng như này. Có những vết xước nhẹ thế này. Và đầu bu của cần thế này. Cây số 9 này nặng là 382 g, độ lớn ngọn là 4,1 ly, độ cứng là tầm khoảng là 50 ạ. 40 đến 50. Là ngọn thường. Cây này số 9 này có giá là 520.000, dài 3 m. Tiếp đến cây số 10. Cây số 10 ở đây em cũng có một cây cần dài 3 m, bao gồm có 3 khúc như này, chui của cần ở đây như thế này ạ. Cây này là của Olympic, bát gặp Fuji FS7 ạ. Một vài vị trí nó vẫn dính cái keo, keo sơn màu vàng thế này. Dài 3 m, bao gồm có 3 khúc, độ cứng là 50 theo thông số trên cần thế này. 40 đến 50 dạng ngọn tháp. Cây này cũng là dạng ngọn tháp nha mọi người. Olympic này, ngoại hình cũng khá là sáng, có những vết xước nhẹ thế này thôi. đường xước nó nhẹ thôi, không có bị sâu lắm. Đây có vết mà trong tróc sơn ở đây nha. Em hộ cần. Cây số 10 này nặng là 359 g, độ lớn ngọn là 1,9 ly và độ cứng là tầm là 40 đến 50, bên dạng ngọn tháp. Tất cả các khoen đều là khoen Fuji. Cái khúc thứ hai thì có 2 khoen rồi ạ. Tất cả các khoen của cần còn rất là sáng mà. Đầu bô của cần thế này, 7 cái khúc ngọn có 7 khoen và thêm 2 khoen này nữa là 9 khoen. Cây này có tất cả là 9 khoen bao gồm cả đầu bô. Và cây số 10 này có giá là 500.000, dài 3 m, bao gồm có 3 khúc. Tiếp đến cây số 11. Cây 11 ở đây em có cây là một cây của Canto, hàng nội địa Nhật, dài cũng 3 m, bao gồm có 3 khúc. Phần chui của cần thế này ạ, 3 m, bát in nắp vặn. Cái này ngoại hình cũng khá là ok ạ, không có trầy xước gì đáng kể cả. Cây Canto đây ạ, dài 3 m, bao gồm có 3 khúc. Cây số 11 này nặng là 334 g, đầu lớn ngọn là 3,7 ly. Cây này dạng ngọn thường nha mọi người. Tất cả các khoen đều là khoen Fuji. Cây này thì có tất cả là 4 khoen bao gồm cả đầu bu. Khoen Fuji này, ngoại hình này, cái khúc ngọn có bị trầy xước ở này. Độ lớn ngọn của cây số 11 này là 3,7 ly, độ cứng là cũng tầm khoảng là 30, dạng ngọn thường. Và cây số 11 này có giá là 460.000. Tiếp đến cây số 12. Cây 12 đây em có là một cây của Olympic, dài 3,3 m, bao gồm có 3 khúc như này. Phần chui của cần như này ạ, và cán của cần, cán gỗ ở đây. Ngoại hình thì có những vết xước nhẹ ở đây ạ. Bát cái khuyên cái là khuyên inox gập. Tất cả các cần của Fuji của Olympic từ khuyên cái dạng gập, inox gập như này. Cây này thì có tất cả là 5 khuyên bao gồm cả đầu bu. Các khuyên cái khác là khuyên Fuji loại xứ trắng như này, bát inox gập. Cây này ngoại hình thì có những vết xước nhẹ thôi. Khuyên còn rất là sáng nha. Và đầu bu của cần thế này. Cây này đầu bu của Olympic ở vô dạng thế này, thông tin của cần. Và cây số 12 này nặng, cây số 12 nặng 512 g, độ lớn ngọn là 3,1 ly và độ cứng tầm khoảng 20 đến 25 nha mọi người, 20 đến 25. Và cây số 12 này có giá là 460.000. Tiếp đến cây số 13. Cây 13 đây em có làm cây dài 1,8 m, cây Olympic dài 2 khúc như này. Và cây này ngoại hình cũng khá là sáng, cần chui cần còn rất là sáng này. Cán rất là đẹp. Bát inox vặn. Cây này chúng ta có thể cái khuyên của đây cũng cần khuyên cái là khuyên Fuji như này. Còn các khuyên khác thì là khuyên inox nha mọi người. Khuyên inox kiểu dấu ngã thế này. Ngoại hình thì rất là sáng cần, không có trầy xước gì cả. Ngoại hình khá là đẹp. Khuyên của cần là có tất cả là 9 khoen luôn, bao gồm cả đầu bu. Và đầu bu của con là dạng thế này nha mọi người. Ở đây, đầu bu của con là dạng này. Rồi xoắn khoen, xoắn cái inox mà làm dài giả đầu bu, còn các khoen khác như thế này. Và cây số 13 này nặng 204 g, độ lớn ngọn là 1,5 ly và độ cứng tầm khoảng là 10 đến 15 đến tầm khoảng 15 ạ, cho 15 một tí. Và cây số 13 này có giá là 250.000. Tiếp đến cây số 14. Cây 14 ở đây em có đây là một cây của Olympic, dài 3,9 m, bao gồm có 3 khúc. Phần chui của cần thế này, là bàn nha mọi người. Chui cần. Bát gặp Fuji FS8 thế này. Khoen của cần thì tất cả đều là khoen Fuji. Cái này thì khá là nhặt khoen, và khoen này khoen nhỏ nha mọi người. Cái này ngoại hình rất là sáng cần, không có trầy xước gì đáng kể cả, không có trầy xước gì cả nha. Cây rất là đẹp như thế này. Đầu bu của cần là đầu bu rồng rọc ở đây ạ, dài 3,9 m, bao gồm có 3 khúc. Và tất cả các khoen đều là khoen Fuji. Cái này khoen nhỏ thế này. Cái khúc thứ hai thì có 3 khoen, còn khúc ngọn thì có 6 khoen bao gồm cả đầu bu, là tất cả là có 9 khoen bao gồm cả đầu bu. Và khoen của cần đều là khoen Fuji, khoen Fuji dạng nhỏ, khoen như thế này. Đây ạ. Tất cả các khoen còn rất là sáng nhé. Cây số 14 này nặng là 527g, độ lớn ngọn là 3,4 ly và độ cứng tầm khoảng là 25. Cây khá là sáng. Và cây số 14 này có giá là 500.000. Tiếp đến cây số 15. Cây 15 ở đây em có là một cây của hàng nội địa Nhật nha mọi người. Cây này hàng là chui của con là bằng vị trí cắm gốc là bằng inox, nó nhìn nó khá là nặng. Cán của cần là cán gỗ, nó nặng cái phần cán thế này. Khoen của cần đây ạ, khoen của Fuji, khoen rất là lớn, cây này khoen khá lớn. Thì có tất cả là 4 khoen bao gồm cả đầu bô và khoen cái là khoen Fuji, loại siêu trắng gặp được như thế này. Bát inox bạn. Cây này là cái hàng nội địa đây, tên của cần ở đây nha. Dài 3,9 m bao gồm có 3 khúc. Vị trí này là dính cái keo quấn này. Keo chúng ta cạo ra được. Khoen của cần khá là sáng. Cái này ngoại hình cũng vậy, cũng khá là sáng thôi, không có trầy xước gì đáng kể cả. Đầu bu của cần cũng khá là lớn nha. Đây, tất cả các khoen của cần rất là sáng. Đầu bu cần thế này, đây vị trí dính bẩn nha mọi người. Và cây số 15 này nặng 561g, độ lớn ngọn là 3,6 ly và độ cứng tầm khoảng là 30 ạ. Và cây số 15 này có giá là 540.000. Tiếp đến cây số 16, cây cuối cùng. Cây 16 ở đây em có là một cây của Olympic dài 3 m, bao gồm có 2 khúc như thế này. Đây, cây này dài 3 m và 2 khúc thôi nha mọi người. Đây. Phần cán của cần là cán mút xốp ở đây nha. Bát inox vặn thế này, bát của cần nó vặn. Khoen của cần đây ạ, khoen Fuji loại siêu trắng khoen thì cây này có khoen, các khoen cái với khoen kề khá là lớn, cũng có rất là nhiều khoen thế này. Cây Olympic dài 3 m bao gồm cả 2 khúc. Thì vào mặt ngoại hình thì có những vết xước nhẹ thế này, cây này màu sơn màu đen có những vết xước nhẹ như thế này thôi. Khoen cái của cần rất là lớn thế này nha mọi người. Khoen Fuji loại siêu trắng rất là lớn khoen. Có tất cả là 7 khoen bao gồm cả đầu bu, tất cả các khoen của cần thế này. Đầu bu của cần thế này ạ. Và cây số 16 này nặng 566g, độ lớn ngọn là 3 ly và cây này độ cứng tầm khoảng là 20 đến 25. Dao động khoảng 20 đến 25. Độ lớn ngọn là 3 ly. Dài 3 m bao gồm có 2 khúc như thế này thôi ạ. Và cây này có giá là 550.000. Và em mới vừa giới thiệu xong lô gồm có 16 cây cần của mình. Mọi chi tiết xin liên hệ với số điện thoại 0974088309 hoặc là comment bên dưới video. Khách chốt hàng bằng cách comment bên dưới video thì cho em xin cả số điện thoại và cả địa chỉ nha mọi người. Em xin cảm ơn mọi người, em xin chào mọi người ạ.